Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm bảo hiểm xã hội ở tỉnh Điện Biên, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, nên tháng qua, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi đây lên tới 604.554 người, tăng 1.390 người bằng 0,23% so với tháng trước và tăng 16.142 người bằng 2,74% so với cùng kỳ năm trước. Trong số hơn 600.000 người tham gia bảo hiểm xã hội ở Điện Biên tháng qua, số người cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế là 37.520 người, đạt 93% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 8.969 người, đạt 85,15% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 360 người bằng 4,18% so với tháng trước. Tăng 4.414 người bằng 96,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tham gia bảo hiểm y tế là 558.065 người, đạt 96,88% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 1.047 người bằng 0,19% so với tháng trước, tăng 12.935 người. Đạt được kết quả đáng nể này là kết quả của quá trình tích cực vận động đối tượng tham gia. Chúng tôi dùng mọi biện pháp. Đấy, thứ nhất là phát lên loa của thôn xã bản. Và đặc biệt chúng tôi làm một cái động thái là đưa cái băng hình vào các buổi chiếu phim lưu động. Đấy, ở các vùng sâu vùng xa để bà con biết được là cái giá trị của cái thẻ bảo hiểm y tế và cái chính sách của nhà nước mang đến bà con. Gia đình chị Tòng Thị Tuân ở bản Lé, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Những năm gần đây, chị thường xuyên gặp các vấn đề về họng nên hầu như tháng nào cũng phải đến khám bệnh ở trạm y tế. Tham gia bảo hiểm y tế hơn 2 năm nay nên đối với chị, chi phí khám chữa bệnh, thuốc men điều trị không còn là vấn đề đáng lo lắng nữa. Mỗi lần đau ốm, trái gió trở trời, chị đều đến trạm y tế để thăm khám, chữa bệnh. Cũng từ những lợi ích thiết thực mà bản thân và gia đình được thụ hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, chị Tuân đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động những người xung quanh cùng tham gia vào trụ cột an sinh xã hội để phòng những khi đau ốm bệnh tật. Cán bộ y tế ở trong xã Thanh Luông cũng rất nhiệt tình khám chữa bệnh cho nhân dân. Y bác sĩ ở đây vẫn khám chữa và những bệnh thông thường, ví dụ như là bị ho, cảm sốt các thứ thì nay ví dụ bệnh nặng thì là bác sĩ lại giới thiệu chuyển viện, chuyển tuyến trên. Cái sức khỏe là quan trọng nhất. Xong là về cái kinh tế thì mình không lo được. Nên là tốt nhất thì cả nhà thì phải nên mua bảo hiểm. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương, một trong những cản trở chính khiến nhiều người dân chưa thực sự mặn mà với việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chính là chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu ở y tế tuyến cơ sở. Thậm chí, ở một số nơi, tấm thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước cấp miễn phí cho đồng bào cũng không được sử dụng hết do chính trở ngại về chất lượng y tế. Công tác khám chữa bệnh cho người dân thì cũng cái trang thiết bị thì cũng chưa được đầy đủ cho lắm. Thì là những cái vấn đề về chuyên môn chuyên sâu thì mình cần để chẩn đoán cho bệnh nhân và để tư vấn một cách nào tốt nhất cho bệnh nhân thì chưa đáp ứng đủ thôi. Bên cạnh những nỗ lực của người dân để được thụ hưởng an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội các tỉnh nói chung và bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên nói riêng hiện cũng gặp không ít khó khăn bởi quy định tại điều 3 quyết định 505 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chỉ thu tiền đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo địa bàn nơi cư trú. Quy định này trên thực tế khá bất cập, khó khăn cho tỉnh miền núi được giao chỉ tiêu cao như Điện Biên. Bởi trên thực tế, tại Điện Biên có nhiều đối tượng hỗ trợ đóng cho người thân sinh sống tại các tỉnh khác. Khắc phục những khó khăn thực tiễn, tiến tới bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên xác định tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nhất là tuyên truyền nghị quyết 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội bắt buộc trong tháng 12 năm 2020, tuyên truyền đối thoại trực tiếp tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển đối tượng năm 2020.